Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mấy hôm trước có mấy bạn kêu mình làm clip câu cá đi anh. Thì hôm nay mình câu này nha. Hai cần câu đó. Của ông Dưỡng Úc mình chứ không phải của mình. Nhưng mà mình mượn ông quay một tí cho mọi người xem. Sáng giờ câu cũng được kha khá rồi. Để một lát nữa mình quay thành quả cho mọi người xem. Cái mồi mà để câu cá hôm nay là những con dế này nè. Mua 5.000 nhóc trơn luôn, một bịch này nè. Câu từ sáng tới giờ diêu diêu bớt rồi đó, nhưng mà nó cũng còn nhiều quá trời nhiều nè. Còn mấy con dế này thì cá gô nó ăn nhạy lắm mọi người. Nhưng mà cá gô dính thì ít, mà cá lóc dính thì nhiều. Mọi người muốn mình nuôi mấy con dế này không? Để lát mình xin ổng vài con để có gì mình làm chuồng mình nuôi cho nó đẻ ra ha. Đây là những clip mà trong lúc câu cá mình quay được nè. Câu cá lâu lắm mới dính được một con, nên là mình cắt ra. Khúc nào câu dính cá thì mình đăng lên cho mọi người xem. Tại vì trong lúc câu cá mình cũng không biết nói gì trơn á, nên là bây giờ mình ngồi mình sửa clip, sẵn mình lồng tiếng vào cho mọi người xem, nó đỡ chán hơn. Cái ông này là ông Dưỡng Úc nè, ông là người câu con cá lau kiến á. Mà lúc ông câu thì không có dính, lúc ông đi rồi con cá nó mới ăn. Thiệt sự là con cá lau kiến này mình câu dính thiệt mà tại. Tại sao mà mấy ông cứ nói tôi mua con cá ngoài chợ không biết nữa? Hay là tại tôi làm clip tôi nói mua ngoài chợ cái mấy ông tin tôi luôn hay vậy? Clip đó là tại tôi làm để trả lời cái ông nói tôi diễn ấy. Nói tôi diễn rồi cái tôi diễn cho xem luôn. Ai dè mấy ông tin tôi diễn luôn mới ghê á chứ. Mà clip này tôi đính chính lại là con cá đó là câu dính đó nha. Nói hoài mà mấy ông không có chịu tin. Khi nào diễn thì tôi nói diễn. Như vài bữa nữa tôi có làm clip đi bắt cá bảy màu hay cá bé tao ngoài mương á. Cuối clip tôi sẽ nói con cá này là tôi diễn. Tôi thả rồi tôi bắt lại tôi quay clip cho mọi người xem. Còn lúc này là câu dính cá lên bờ mà nó bị rớt xuống, nên tôi nhảy xuống tôi lụm. Hy sinh vì nghệ thuật luôn ấy mà. Còn đây là thành quả của ông Dưỡng Út Mịn cọc từ sáng tới giờ. Được 5 con cá lóc với 2 con cá rô hơi bự bự đó. Bây giờ mình đem mình thả vô lưu mình nuôi luôn. Vài bữa bắt ra ăn. Cái lù mang cá đồng, ai da nhảy ra ăn con rồi. Mang cá lóc này nhảy ghê quá. Cái lù cá đồng nè. Hôm qua mình bắt được một lù á. Phải đậy cái nắp lại gì nè. Chứ không thôi nó nhảy ra. Mang cá đồng này nhảy ghê lắm. Mọi người thấy không ta? Nguyên cá lau kiến chà bá dưới mấy con cá sạc cá gô hôm qua mình bắt đấy. Bây giờ thêm mấy cá lóc này nữa. Thả vô từng con đi cho nó hấp dẫn nha. Cá lóc bự chà bá nhất nè. Ai da. Đó, ổn. Cá lóc nhảy ra quá trời nhảy rồi. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Tới hai con cá rô. Cái rô này bự rồi, muốn đẻ được luôn á. Cái rô này phải cầm cẳng thẳng vậy, chứ để nó đâm vô tay đau lắm. Hôm qua mình bắt mấy con mà nó chích vô tay mình muốn xì mũ á. Còn con nữa nè. Cá rô này tới tuổi đẻ rồi đó. Rồi. Để mình xin một con dế này để đem lên cho con cá la hán nó ăn cây. Con dế này nó đã mắc rồi nha. Mấy cho con cá la hán ăn được. Chứ cho mấy dế sống thì chắc nó bị phản cảm ấy. Bây giờ mình sẽ cho con la hán này ăn con dế này nha mọi người. Đấy, quá trời là sung luôn rồi. Bay lên ăn mày. Thả vô đó, ăn được thì ăn. Hôm qua tới giờ chưa cho nó ăn á. Đây là lần đầu tiên cho nó ăn nè. Nên là chắc nó cũng đói rồi. Còn con rô phi này. Rô phi này hôm qua nó nhảy qua đây, nó bị cái gì đó nhảy ra ngoài hành khô cá rô phi cũng được nữa, mà nhảy vô cái chỗ con cá la hán nó cắn thục con mắt vô trong luôn rồi, không biết quay cho mọi người thấy không nữa, nó mờ quá. Hôm nay cặn nó lên hơi bị mờ rồi nên là quay không được. Bây giờ cái con cá rô phi này nó hành độc nhãn lông rồi đó, để bây giờ mình lấy tí thức ăn, tí cám cho con cá rô phi này nó ăn thử rồi nó ăn không nha, chứ thấy nó nhát quá. Cho nó ăn những cái hạt cám cá bảy màu này mọi người, đó, có cám là nó ăn à. Để vô đây, chừng nào nó ăn chứ mấy con cá này nó cũng nhát lắm. Nè, bây giờ tới con dặn bụng cho cái con cá la hán tí cám nữa nè. No luôn, nó không thèm ăn luôn hay vậy. Chưa nhai xong nữa, bà ơi. Cho nó ăn no xong cái nó núp trong cục gạch luôn rồi, chán thiệt chứ. Con này phải đói đói nó mới sùng được. Mới cho nó ăn có con dế mà nó núp luôn. Mà mình để cục gạch ở đây nó bị kém sang quá hay mọi người. Nhìn nó xấu quắc cái hồ à. Nhưng mà không để cục gạch đó thì cái này nó bị xúc ra nè nên không được. Nên là phải để đi. Kệ, vài bữa mình cho con cá la hán này với con cá rô phi nó quen nhau rồi mình thả ra. Mọi người thấy nước hôm nay nó cao hơn hôm qua không? Mình mới đổ vô thêm á. Mực nước như vậy chắc đủ rồi. Nếu mà nó có phần cặn hay nó có dơ gì thì mình rút ra rồi cái mình châm vô nước mới. Nước như vậy chắc đủ rồi đó. Thêm nữa rồi chắc nó sập cái này luôn. Mà hấp quá thì nó bị thiếu oxy. Ừ. Có nhiều bạn hỏi mình sao mình nuôi con cá la hán này nó không cần oxy mà mình nuôi chỗ nhỏ nữa. Thì mình cũng không biết trả lời mấy bạn sao luôn á.
chắc có lẽ là nó quen á mọi người. Mình nuôi nó từ nhỏ rồi, nhỏ tí à, nên là mình nuôi nó trong cái môi trường thiếu oxy nên từ từ nó lớn lên nó cũng quen, nên là nó cũng không có cần mà cái số lượng oxy nhiều quá đâu. Lúc mình mới mua nó về nó nhỏ hơn con cá rô phi này nữa nè, mà bây giờ mình nuôi nó bự chảng vậy đó. Nuôi nói nó bự chứ nó cũng không bự gì mấy đâu mọi người, so với cái thời gian mình nuôi thì nhiều người nuôi bự hơn nữa, nhưng mà tại mình nuôi mình ít cho nó ăn á nên là nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Để bây giờ mình cho mọi người xem mấy cái trứng mà mình ấp hôm bữa giờ xem ra sao nha, chứ con cá này nó nấp hoài, quay nó hoài cũng chán lắm. Trở lại với mấy cái trứng vịt ấp thì hôm nay mình gọi đèn vô mình thấy mấy cái gân máu đâu hết trơn mọi người, chắc có lẽ là nó hư quá. Hư cũng là chuyện bình thường thôi, cái mình mới ấp lần đầu mà mình không có biết làm sao mà cho nó vừa, làm sao cho nó đủ cái độ ẩm với nhiệt độ, làm sao cho nó vừa, nên là thất bại cũng là chuyện bình thường. Chắc vài bữa mình ra mình mua mấy con vịt mình nuôi cho nó khỏe luôn, chứ ấp cái này cực quá mà tốn điện rồi tốn công tốn sức nữa, nhưng mà nó cũng không ra gì chứ. Còn cái trứng mà bị nứt nè mình tháo rồi luôn rồi, có mấy bạn kêu mình tháo ra đi, ấp từ từ nó cũng nở à, chứ hôm nay mình thấy nó đen xì chắc nó hư quá. Đây nè, nó đen xì chỗ nứt rồi, chắc là hư luôn rồi đó. Thôi coi như là cái ấp trứng vịt này thất bại rồi đi, cái ấp trứng vịt này dừng tại đây. Vài bữa mình mua con vịt về mình nuôi luôn, khỏi ấp chi cho nó mất công. Cập nhật tình hình lại mấy con mèo con cho mọi người xem nè. Con mèo mẹ đâu mất tiêu rồi, nó để hai con nó đây đi không biết nữa. Bây giờ hôm nay thì nó đã mở mắt rồi nha mọi người. Dạ, té luôn rồi trời, ghê thiệt chứ. Nè, mở mắt rồi nhưng mà mở chưa nhiều, không biết gọi led vô mắt gì nó có sao nữa, nên thôi quay cho mọi người xem thôi. Nó bỏ hai bay đi mất tiêu hả? Đổi sữa rồi, cái la quá trời la luôn rồi. Con mẹ đâu không biết nè. Để hai con này đói nè. Thôi đây đi, hồi nó vô nó cho bú mày ơi. Trời ơi, nó tưởng được cái tay mình là vú của mẹ nó, thì nó chút ở trong cái tay á. Kìa. Rồi, nằm ngủ một tí đi, rồi hồi mẹ vô cho bú. Đây nè, tìm thấy con mèo rồi nè. Mày vô mày lo cho con mày đi, để con mày ngủ từ sáng tới giờ á. Từ sáng tới giờ nó đói vậy đó, vô cho nó bú đi. Rồi, vô chổng cho nó bú đi. Mình mới về chỗ cho nó nữa. Thì sáng bắt con chó về cái nó lại chỗ mấy con mèo con. Con này nó sợ nó đem con nó đi đậu lên nóc nhà cho nó, vô cho nó bú kìa. Có sữa cho nó bú không? Nó ẻn. Con nó đói dữ lắm rồi. Thôi, nằm xuống cho con mày bú đi. Cho nó vô chỗ này ấm cúng rồi đó. Chứ để cái chỗ kia rộng rãi quá, con chó lại cái nó sợ nó bắt con nó đi ra chỗ khác luôn nè. Để mình bắt vài con dế ra cho mấy con cá đồng này ăn thử coi. Nó ăn không? Hay là mới câu lên nó nhát nó không chịu ăn đi nữa. Vừa giả ra là đặt quẹo trên luôn á. Đó. Làm gì làm đi. Nó gặp mình nó nhát các bạn. Không chịu ăn rồi. Để đi từ từ nó cũng ăn rồi. Chứ sao mà không ăn được. Kìa. Cá rô đói rồi. Phẩm nè. Cá lóc đã lên. Để coi. Đó. Đó. Lụm con rồi. Quá trời cá khúc đó luôn rồi. Để bây giờ mình lên mình lấy miếng cám cho nó ăn. Chứ cho mấy dế này có đâu cho ăn đủ. Đây nè mọi người. Lon cám gà. Còn dư một tí. Cho nó ăn hết luôn quá. Còn dư có một tí à, đổ vô hết luôn. Đó. Ăn được thì ăn đi. Chắc cũng ăn mà. Không ăn thì cá la hán của cá lau kiến nó ăn. Hôm nay quá trời là cá trong đây luôn rồi. Để vài bữa đi, vài bữa cả 3-4 bữa nữa mình đem mình thay nước nó mới hấp dẫn kìa. À, bây giờ đậy lại. Chứ để nó nhảy ra ngoài hết à. Để mình cho mấy con cá bên lưu con gùa ăn tí cám nha mọi người. Đây nè, gọi quá tay luôn rồi. Quá trời ơi. Mụ nội nó thiệt chứ, định cho ăn tí tị lỡ tại đổ hết cái hũ cám luôn. Bây giờ vớt lên cho mấy cá bảy màu ăn nha mọi người. Bà nội cha thiệt chứ. Qua cho cái hũ cá bay ăn nè. Hổm gầy cũng lâu quá rồi không có cho mọi người xem hũ cá bay này. Cũng khá lâu rồi mình mới quay lại cái này cho mọi người xem ha. Hổm gầy cũng 2-3 ngày vậy đó. Hôm nay thì nước ở trên đây nó dần hạ xuống rồi. Vài bữa nó hạ xuống tới đây mình thay nước nha mọi người. Hôm nay rong nó đóng cũng quá trời nhiều rồi. Vớt một tí nữa đem ra ngoài sao cho mấy con cá bảy màu full gòn như bà lưu tạc găng của mình ăn.
Quá trời luôn mày, cái này chắc ngày mai thối nước luôn quá.